Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Di Khải Gaming nhé. Và Di Khải chúc anh em xem video vui vẻ em ơi. Ở video này thì Khải sẽ soi xét đồ của cao thủ London em ơi. Đúng rồi anh em ơi, pha vừa rồi đúng bàn, đúng hay luôn em ơi. Đồ đánh vô sau 10 phút mà lẫm phát một lên top 9 luôn. Quá đẹp. Và bây giờ chúng ta cùng xem xét đồ của London nha. Hiện tại cao thủ này Khải muốn soi đồ lâu rồi anh em, nhưng mà giờ mới có cơ hội để gặp. Mấy ông chữ ông top 4, top 5 lạng. Thiếu Lâm Đao anh em ơi. Thiếu Lâm Đao tầm này lãnh lên top. Anh em xem thấy khỏe chưa? 130 ạng anh em ơi. Mỗi bên 130 người em ơi. Anh em xem bên này xem bên tay á. Nên là một bên là hơn 130 người á. Tính ra một trận kim gần 300 người nha. Và giờ thì không đỡ anh em chờ đợi lâu. Nhìn vào thì thấy cái nón định quốc rồi. Một nón định quốc cực phẩm. Ơ đục. Nón định quốc mua nhiều thế. Nón định quốc cực phẩm anh em ơi. Nón này chỉ 5-6 triệu ấy. Ông này lại nói cướp với top 9 nữa. Đợi 100k, 100 kim là 6 triệu, 6 triệu 5 à. 100 kim anh em ơi, 6 triệu 5 cái nón này đó anh em ơi. Đó, thấy chưa? Rồi, tiếp đến một gia truyền. Uầy. Trời ơi. Nhiều vậy đại ca. Đù. Gia truyền kháng cả 19 hộ thổ no 1 server, gia truyền này no 1 server là anh em ơi, gia truyền này quá đẹp rồi. Kháng cả 19 hộ thổ. Kháng banh 13. Thời giống đọc 30, sinh lực 24. Đù, gia truyền đẹp quá cánh nồi. Tiếp đến một cái áo. Áo 40, 25. Áo 10, 25. Cái gia truyền quá đẹp. Nhiều thế. Đù. Rồi một hiện tại đang có cho mình một cái đao. Cái đao sát thương 45, 59% đỡ đánh tông kiềm em ơi. Và tông kiềm căng lắc là ổng đặt tóc ấy. Một cái đao quá đẹp. Quá đẹp. Một cái truyền kháng cả này không biết bao nhiêu, là tí nữa ông hỏi bao nhiêu nha. Cái áo này khá đẹp này. Tính ra như là nhớ không nhầm là gia truyền với áo này là của hai lúa hồi xưa. Đặc biệt môn hai lúa hồi xưa, sở hữu hai món đồ khá đẹp. Với bao tay kháng hỏi 25. Tay kháng hỏi 25. Gia truyền 10 mơ. Ôi, gia truyền 10 mơ nè mày. Ghét quá. Ghét quá anh em. Nhẫn 20-30. Bao tay 25. Nhầm đao rồi à. À đù, đang mang cái đao. Đao này là đao tông kim anh em. Đao này là đao tông kim. Đao này là đao bơ ca ngồi. Đao bơ ca ngồi. Xịn sò thế. 6 triệu không. Cái đao 30-39 này mày. Này anh em xem này. À, đẹp, này đẹp. Thiếu Lâm này khủng quá, khủng quá nè mày. Hiện tại đang sở hữu mình một cái đao khá là đẹp. Nhận kháng hỏi 15. Sinh lực 1 lực. Nhận kháng hỏi 30 chọn. Và đang có cho mình oai. Đôi giày 24-40. Trời ơi, đôi giày này chắc phải, đôi giày này chắc phải 2 triệu, 1 triệu rưỡi. Cái đào 8M. Trời ơi, xét đồ. Xét đồ. Xịn quá. À, quá xịn luôn này. Xét đồ đem thành cho nhiều chưa. Cái đào 8M. Anh em cứ nghĩ đi. Server này đồ người ta chịu đầu tư, người ta chịu chơi. Anh em biết server như thế nào này. Server về chất lượng người ta mới dám chơi nè. 24-40. Giày quá đẹp. Giày này chắc phải hơn 1 triệu. Giày này vẫn còn tầm 2 triệu đô lại ấy, biết đâu. Sinh lực hơi tùy mà hiệu ứng đẹp quá. Đai lưng làm 140, đai lưng này chúng khoảng tầm 10 kim. Khoảng 700.000. Kháng lôi 25. Và tay kháng hỏa 25. Nói chung là set đồ này khá là đẹp nè. Thiếu Lâm tầm này kháng mắt pin này. Một món kháng hỏa này, hai món kháng hỏa này, ba món kháng hỏa này, bốn món kháng hỏa này. Đó. Kháng cả 19 nữa, tính ra 5 món kháng hỏa rồi. Quá đẹp. Nói chung là set đồ này đẹp quá nè mày. Đồ quá khủng. Hiện tại hôm nay thì ổng được top 9, top 10 tổng kim cho anh em. Đó, cho anh em xem top 10 tổng kim này. Đó. Top 10 tổng kim London đó. Kim 9 mạng 160 nữa bây giờ. Rồi, nói chung thì set đồ quá đẹp rồi, không cần phải bàn. Được rồi. Đào 6 mơ. Dây chuyền 10 mơ. Nón 65. Hết gần 25 mơ rồi nè. Sẽ đồ này gần trên dưới gần 30 triệu nè. Trên dưới gần 30 triệu. Trên 25 triệu là cái chắc rồi. Nè. Cái này là nào này, này cái đao này 10 mơ. Ô, cái đao này 8 mơ này. Cái này 10 mơ là 18. 18 cái này 6 triệu rưỡi là 25 rồi. 24 triệu rưỡi, 24 rưỡi rồi. 24 rưỡi rồi, bè bè mấy cái này nữa. Cái giày này cũng hơn 1 triệu ấy. Cái áo này cũng vậy, áo này cũng hơi khác, hơi chát đấy. Áo này dạng hàng đẹp ấy. Giày này cũng khá là đẹp. Chúng sẽ đồ này trên dưới khoảng 25 triệu nè mày. Trên 25 triệu là cái chắc. Rồi, nói chung thì trận đấu ngày hôm nay thì ông đánh quá là ghét nên là Khải muốn soi đồ thôi. Mấy hôm định soi mà không có nè, nay mới gặp. Mấy hôm định soi mà chạy đâu mất tiêu.
giờ mới gặp. Xịn quá, chế độ quá xịn. Hàng gì đánh auto top nè, Thiếu Lâm mà top anh em hiểu rồi, phải khủng mới top nói. Rồi nói chung anh em xem video đừng quên ủng hộ cho London Thiếu Lâm Down. Hiện tại là Như Khải nhớ không nhầm là nằm trên môn phái Thiếu Lâm này nè. Top 1 Thiếu Lâm, đó thấy chưa? Khủng chưa? Người ta chơi chắc chưa? Đó, đừng quên cho một like chia sẻ nè em ơi. Rồi anh em muốn soi đồ cao thủ nào thì cứ comment em ơi. Khải có cơ hội Khải gặp Khải sẽ soi nha.